Các bạn nhìn thấy không? Một chiếc xe 2019, 2020 mà còn sử dụng chìa khóa này này. Chán, chẳng muốn nói tí nào nữa. Navara L Premium Z hẳn hoi nhá. Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với Vietnam Road Trip. Và các bạn thấy hôm nay tôi ra ngoài, ngồi ở đây. Chúng tôi thực hiện một cái hành trình đầu năm thể theo rất nhiều những nguyện vọng của khán giả đã gửi những tin nhắn về cho Vietnam Road Trip, cũng như là cái tinh thần của chúng tôi luôn đem những chiếc xe đi những cái hành trình road trip để đánh giá nó và cũng để giới thiệu cho các bạn những cái địa điểm có thể camping được, có thể vui chơi giải trí vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh tôi ở phía sau là một bức vách của núi và bên cạnh là dòng sông luôn. Địa điểm tôi đang ngồi ở đây là một trong những cái điểm cắm trại ở sông Bôi của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Địa điểm này thì cách Hà Nội đâu đó khoảng 100 km và các bạn mất khoảng gần 2 giờ chạy xe để tới được đây. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái cảm nhận và đánh giá của cá nhân tôi đối với mẫu xe Navara L phiên bản Premium Z 2019-2020. Thì sau đây tôi sẽ gọi tắt là Navara cho nhanh các bạn nhé. Navara thì nó là một cái chiếc xe bán tải cùng phân khúc với Hilux, với Ranger, với BT50 và với Triton. Thì những cái tên đó đã tạo nên một cái thị trường xe bán tải khá là sôi động tại Việt Nam. Dẫn đầu thì vẫn là Ranger, tiếp theo đó là Hilux, Navara, Triton. Năm 2019, Nissan Việt Nam ra mắt Navara phiên bản một cầu số tự động để phục vụ cái nhóm đối tượng khách hàng yêu cầu một chiếc xe bán tải giá sở hữu thì lại rất là rẻ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái hồi ra mắt mẫu xe này có giá đâu đó khoảng 670 triệu đồng. Và bây giờ thì chỉ còn lại khoảng tầm 550 triệu đồng thôi, bằng một chiếc Vios hoặc một chiếc City. Với một chiếc City hay Vios hay Accent thì các bạn sẽ không thể vào được tận đây, và các bạn sẽ phải để xe ở bên bãi kia và đi bộ vào đây. Đó là cái lựa chọn mà tôi cũng sẽ đưa ra cho các bạn. Đó là các bạn có thể chọn một chiếc xe bán tải 2 năm tuổi với một chiếc xe đời mới có giá khoảng 550 triệu đồng. Trở lại với những cái tính năng vận hành. Đầu tiên là cảm giác lái. Ấn tượng nhất đó là vô lăng rất nặng các bạn ạ. Đi trong phố khá là mệt. Những cái chiếc xe khác, ví dụ chiếc Ranger, lái nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hoặc là chiếc Hilux thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chiếc xe này hình như là nó không biến thiên sang tốc độ, mà chỉ là thủy lực thôi. Lái trong phố khá là nặng. Trên đường cao tốc cũng không phải là quá đầm chắc đâu. Đặc biệt là tầm nhìn quan sát, theo tôi đánh giá là một điểm trừ. Bởi vì khi các bạn ngồi ở ghế lái, cái kính đằng trước nó tù là một này, thứ hai nữa là góc chữ A nó tù này, cộng thêm cả cái nắp capo nó gồ lên nữa. Navara L này thì không được trang bị các cảm biến đâu, chỉ có duy nhất một camera lùi thôi. Mà cái chất lượng camera thì nó cũng ở mức vừa phải. Chính vì thế mà các bạn khi mà xoay trở trong điều kiện chật hẹp thì phải để ý một chút, vì chiều dài, chiều rộng cũng như chiều cao của xe nó khá là lớn. Vòng quay của vô lăng từ khóa trái sang khóa phải nó rất là nhiều, tầm 3,75 vòng cơ. Cái việc mà vòng quay vô lăng nhiều như thế thì nó có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm thì ví dụ như là các bạn khi mà di chuyển tốc độ cao trên đường cao tốc chẳng hạn, khi các bạn hơi lệch lái một tí thì xe nó cũng chỉ hơi lệch một tí thôi, chứ không phải bị nhao hẳn sang bên làn đường bên cạnh. Đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ phải quay vô lăng nhiều hơn trong những cái đoạn mà các bạn phải quay đầu trong điều kiện chật hẹp, trong cái bãi đỗ hoặc là trong những cái điều kiện tắc đường thì sẽ rất là mệt. Về phần cách âm, khi chạy tốc độ thấp thì các bạn sẽ nghe tiếng máy rất là rõ ràng. Nhích ga một tí là máy gầm gào lên, biết được ngay. Khi mà chạy ở tốc độ khoảng 100 km/h, gần như không còn cái tiếng máy rội vào khoang cabin nữa. Và độ ồn mà chúng tôi đo được khoảng hơn 70 decibel. Nó cũng tương đương với chiếc Ranger Wildtrak tôi đã review cho các bạn. Đối với một chiếc bán tải như thế thì không phải là quá ồn lắm, nhưng mà chạy tốc độ thấp thì thực sự rất là ồn. Về hệ thống động lực, Navara L này được Nissan trang bị động cơ 2.5 lít turbo cho công suất khoảng 160 mã lực và đi cùng với nó là hộp số tự động 7 cấp. Cá nhân tôi nhận thấy là nó cũng vừa đủ cho các bạn. Hộp số 7 cấp mượt mà, nhưng mà cái sự chuyển số thì nó khá là rõ ràng. Lúc mà tăng tốc, cái vòng tua máy được đẩy lên khá là cao, rồi lúc đấy nó mới chuyển số. Có nghĩa là cái chiếc xe này chuyển số khá là muộn. Ưu điểm là nó sẽ tận dụng được cái sức kéo của động cơ nhiều hơn, giúp cho các bạn có thể tăng tốc khi mà đang ở cái số thấp. Nhưng mà nó có thể có những cái nhược điểm. Chiếc xe nó sẽ gầm gào và ồn ào hơn. Tốn nhiên liệu thì có thể nhiều hơn so với những cái chiếc xe mà chuyển số sớm. Lúc mà chúng tôi tiến hành đo cái thời gian tăng tốc là 11,82 giây, tương đương với những cái mẫu xe bán tải khác tôi review cho các bạn. Với cái thời gian tăng tốc như thế cũng không phải là quá chậm đâu, bởi vì thêm cả cái thùng của xe nữa nó rơi vào tầm tấn 9 rồi. Hệ thống động lực 2.5 lít cho công suất 160 mã lực là vừa đủ đáp ứng cho các bạn. Các bạn có thể chuyển về số tay trong những cái điều kiện leo đèo, leo dốc hoặc là qua những cái đoạn đường bùn lầy đầy đá sỏi. Các bạn có thể tùy chỉnh cái cấp số để lái xe theo cái ý thích của mình. Và chiếc xe này thì được trang bị hệ thống dẫn động một cầu và nó là cầu sau. Các bạn cũng phải để ý hơn vào những cái đoạn đường cát hoặc bùn lầy hoặc là những cái dốc quá cao thì đôi khi chiếc xe nó sẽ không đủ cái lực để chở các bạn vượt qua những cái đoạn đường bùn lầy như thế đâu. Việt Nam Road Trip chúng tôi cũng tiến hành đo cái quãng phanh của chiếc xe này. Cái tốc độ 80 km/h là khoảng 21,2 m thì nó cũng nằm trong cái ngưỡng an toàn của Việt Nam Road Trip. Chiếc xe này được trang bị phanh trước là đĩa nhưng phanh sau chỉ là phanh tang trống. Về hệ thống khung gầm và giảm sóc, khác với tất cả những chiếc xe bán tải khác trên thị trường, trang bị hệ thống giảm sóc sau dạng lá nhíp, còn chiếc xe này là dạng liên kết đa điểm. Hệ thống giảm sóc này dập tắt các cái xung động khá là tốt, giúp cho mọi người ngồi trong khoang cabin không bị sóc đẩy quá nhiều. Nhưng mà chắc chắn là hệ thống chịu tải của nó sẽ kém hơn so với chiếc xe sử dụng lá nhíp. Tự chung lại thì hệ thống khung gầm và giảm sóc hoạt động ổn, như là sự trung hòa giữa cái việc mềm và cứng, giúp cho các bạn có thể đi đường phố, đường cao tốc, đường xa lộ một cách êm ái và thoải mái hơn. Trên đèo dốc đồi núi thì nó cũng ổn chứ không phải là quá chòng chành gì cả. Và bây giờ thì tôi cũng sẽ điểm qua những thiết kế cũng như những trang bị nội ngoại thất trên cái phiên bản L Premium Z của chiếc Navara đời 2019-2020 này. Các bạn nhìn thấy tổng thể thiết kế đầu xe thì nó vẫn mang nét chiếc Navara trước đó, nhưng mà ở cái phiên bản này thì đã được nhà sản xuất thay đổi một số thứ khiến cho nó thể thao và hợp hố hơn. Ví dụ như là cái ốp cản trước các bạn nhìn thấy không? To và lớn, hốc đèn sương mù lớn có mạ chrome xung quanh luôn. Lưới tản nhiệt phía trên là hình thang cũng có mạ chrome ở xung quanh. Đèn sương mù ở phía dưới thì là đèn halogen các bạn nhé. Đèn halogen này thì theo tôi nó rất là hữu ích, bởi vì nhiều người ấy thường thích rằng là cái đèn sương mù là đèn led, nhìn cho nó kiểu thời trang. Khi mà các bạn đi vào cái thời tiết sương mù ấy, các bạn mới thấy rằng là đèn halogen ánh sáng vàng này nó hữu ích như thế nào. Phiên bản này được trang bị cái la răng 18 inch này, lớn hơn so với phiên bản trước đó. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, gập điện luôn. Ngoài gương thì được ốp và được mạ chrome. Dễ nhận diện nhất đó chính là cái tem này với cái chữ Premium Z, cũng giúp cho chiếc Navara cá tính và phong cách hơn, nổi bật hơn. Lên phía trên thì các bạn nhìn thấy một cái thanh ray chờ giá nóc ở đây. Các bạn có thể lắp thêm giá nóc để chở rất là nhiều đồ trong những hành trình dài. Tuy nhiên bể bước màu đen giúp cho các bạn có thể lên xuống xe dễ dàng hơn. Ra phía sau, nguyên bản của chiếc xe khi nhà sản xuất bán ra thì không có cái nắp phía trên này các bạn nhé. Nhưng mà chủ nhân của chiếc xe này thì họ đã lắp thêm cái nắp này. Cái nắp này thì nó cũng giúp cho các bạn có thể để được rất nhiều đồ ở phía trong mà không bị mưa ướt. Nhưng mà lắp cái nắp này lên thì nhiều người cũng sẽ không thích, bởi vì nó làm mất dáng chiếc xe bán tải đi, không còn được mạnh mẽ, khỏe khoắn, thể thao, nhìn như kiểu cơ bắp lực lượng nữa. Cụm đèn hậu phía sau là dạng halogen các bạn nhé, với chữ L Premium Z ở đây để nói về cái phiên bản này. Chỉ có một camera lùi ở phía sau thôi mà không có bất cứ một cảm biến nào cả. Còn đây là mở nắp thùng để các bạn có thể để đồ vào đây. Đây, không gian nắp thùng đây. Theo đăng kiểm thì cái thùng của chiếc xe này được phép chở là 600 kg. Phần nội thất thì tôi cũng sẽ giới thiệu từ bên người lái sang hành khách để cho các bạn có thể dễ hình dung. Tổng thể nội thất nó cơ bản thôi, không có gì quá đặc sắc lắm, nhưng mà cũng có khá nhiều cái tiện ích. Một số những điểm nó chưa được tiện nghi lắm. Đầu tiên là ghế này, thì toàn bộ ghế chỉnh cơ hoàn toàn nhé, không hề có chỉnh điện gì cả. Chất liệu ghế thì nó là chất liệu nỉ đây, các bạn nhìn thấy nỉ mà để sử dụng với màu kem này nữa thì phải thường xuyên vệ sinh, còn nếu không thì sẽ bẩn rất là nhanh. Ở phía bên cánh cửa thì nó cũng cơ bản thôi, cửa sổ một chạm tự động chống kẹt cho người lái, núm điều hòa xoay 360 độ, nhìn thì nó cổ điển nhưng mà lại rất tiện ích cho các bạn. Có thêm một cái giá để cốc ở đây. Phía dưới thì không có gì cả, chỉ có một nút mở nắp bình xăng thôi. Và vô lăng không biết phải nói thế nào các bạn ạ, nó hơi giống những thập niên trước. Và vô lăng này thì không phải là vô lăng bọc da nhé. Đèn chiếu sáng phía trước, cần gạt mưa thì đều là chỉnh cơ. Bảng đồng hồ phía trước thì khá là to, hiển thị rõ ràng tất cả các thông tin cần thiết. Vô lăng chỉnh chỉ có 2 hướng thôi, lên xuống chứ không phải 4 hướng nhé. Ở phía trên là gương chiếu hậu, phía trong chống chói tự động và trên này tích hợp la bàn luôn để cho các bạn có thể biết hướng, học để kính trên xe. Tuy nhiên là bán tải không có cửa sổ trời đâu. Phía trước bảng táp lô thì lớn nhất đó chính là cái cụm điều khiển trung tâm với cái màn hình 8 inch đa kết nối hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xuống phía dưới là hệ thống điều hòa chỉnh cơ, chỉ có một vùng thôi. Phía dưới nữa là các cái hốc chứa đồ. Đây các bạn có thể nhìn thấy khá là nhiều ngăn, có cả những ngăn bé bé nhỏ nhỏ này nữa. Jack cắm USB, hai cổng cắm 12V ở đây và ở phía trên này. Cần số dạng thẳng. Phanh tay thì chỉ là cơ rồi, và ở đây có ba cái nút bấm chờ ở đây nữa này. Trên cái phiên bản mà 2 cầu thì nó sẽ là các cái phím bấm chuyển cầu. Và đây là không gian của hàng ghế thứ hai đây các bạn. Khoảng để chân ở phía trước thì cũng còn khoảng tầm 15 cm. Cũng như tất cả những chiếc xe bán tải khác thì cái hàng ghế thứ hai này cũng khá là đứng. Ở phía trước này thì không có bất cứ một cái ngăn để tài liệu nào, cửa gió điều hòa nhưng lại không có jack cắm USB hay là ổ 12V nào ở đây cả. Không có bệ tì tay, mà thay vào đấy thì nhà sản xuất họ lại để một cái lệnh nhựa ở đây để mà để giá cốc. Thì cái này tôi thấy nó cũng bất tiện này. Bình thường nếu các bạn chỉ chở 4 người thì các bạn để thế này được, không sao. Nhưng mà nếu có người thứ 5 mà ngồi vào ở giữa thì đây, cái này mà gập lên ấy thì nó cũng vướng. Ngồi này, tự nhiên bị kích và bị vướng. Đó. Sau này nếu mà gập xuống ấy thì các bạn lại rất là khó để chân, các phải để chân tè ra thế này. Khi mà gập lên thì đôi khi là các bạn đạp vào thì nó cũng sẽ rất là dễ gãy. Chiếc xe này có hai cái nhược điểm về tầm nhìn quan sát rất là lớn. Thứ nhất, nó là cái khoảng kính này này. Nó hơi tù và nó khiến cho mình quan sát nó không được thoáng. Thứ hai nữa là góc A vô cùng to, cộng thêm quả combo gương đây nữa thì các bạn nhìn thấy này, đây ở cái góc máy này. Nhìn phát thế này thì toàn bộ cái phần góc ở đây, nếu mà có một cái chiếc xe máy ở đây là các bạn không nhìn thấy bất cứ cái gì luôn. Và thực tế thì hôm nay tôi đi đường thì tôi đã nhiều lần tôi phải quan sát như thế này để nhìn cái góc chữ A. Cả phía bên phụ cũng thế, cái gương chiếu phụ đây, các bạn nhìn thấy từ góc này này, nó to, nó chắn luôn cả cái góc chữ A ở đấy, khiến cho mọi người quan sát rất là khó khăn. Cộng thêm cái quả thiết kế G ở đây nữa này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì ngay cả những cái gì mà lâm ra thấp thì ở phía dưới ấy, các bạn sẽ bị cái G này che luôn. Cộng thêm quả góc chữ A này nữa thì quan sát chỗ này cực kỳ khó. Nếu như cái G đấy họ thiết kế vuốt sang hai bên một cái thì cái khoảng thấp ở phía dưới quan sát sẽ rất là dễ. Tự chung lại thì ngoại thất tùy thuộc vào sở thích cũng như gu thẩm mỹ của các bạn. Có những người thì họ thích cái kiểu thiết kế của Navara như thế này, có những người thì họ lại không ưa một tí nào cả. Họ thích kiểu thiết kế của Ranger rồi là của Hilux hay của Triton cơ. Chiếc xe này nó cũng đáp ứng đủ cho tất cả những cái nhu cầu về một chiếc xe bán tải phổ thông. Khoảng hơn 500 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe như thế này thì rõ ràng nó cũng là một lựa chọn khá là hợp lý. Phiên bản Navara L này được trang bị những tính năng an toàn cơ bản thôi. Thậm chí là nó còn không có cả hệ thống ổn định thân xe, tức là hệ thống chống trượt của xe nữa cơ. Mà nó chỉ có phanh ABS, này, EBD, BA, 2 túi khí, móc ghế trẻ em Isofix. Thì như tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, với một chiếc xe mà 2 năm tuổi có giá bây giờ chỉ khoảng tầm 550 triệu đồng thì đó cũng là một sự lựa chọn hợp lý thay vì một chiếc sedan hạng B kiểu như Vios, City các thứ chẳng hạn. Dĩ nhiên là với hệ thống động lực như thế, hệ thống dẫn động 1 cầu, các bạn sẽ phải dè chừng trong những cái đoạn đường mà trơn trượt quá mức hoặc là bùn lầy hoặc là cát cũng nên để ý. Không biết là có bạn nào đã đến sông Bôi camping cắm trại ở đây như chúng tôi hay không? Nếu các bạn đã đến đây rồi thì các bạn hãy chia sẻ thêm những cái địa điểm khác, những cái bãi cắm trại khác để cho những khán giả khác được biết. Và cuối cùng chúc các bạn năm mới bình an, khỏe mạnh, thành công. Chúng tôi sẽ lại tiếp tục thực hiện những cái hành trình mới để đem lại cho các bạn những cái địa điểm mới, những cái đánh giá khách quan nhất về những mẫu xe. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người.